Hello, chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn chiếc áo điều hòa giá rẻ nhé. Chiếc này chiếc giá rẻ hơn chiếc lần trước mình giới thiệu. Đây thì nó giống như kiểu là một chiếc áo gió. Và cái này đổ nước vào không thấm nước nhé, các bạn có thể làm luôn áo mưa cũng được. Mình thì đổ nước vào xem. Đây mình thử một chút nước vào. Đây, đấy. Không thấm nước luôn. Các bạn có thể làm áo mưa được vì nó là áo gió. Áo mưa là không nắng được, là có một chiếc mũ đây này. Đây thì nó gồm thiết kế nó sẽ có một hai chiếc lỗ ở hai bên. Đây các bạn nếu muốn gắn quạt thì các bạn cũng sẽ gắn vào. Gắn bên này. Đây là hai chiếc quạt của nó. Hai chiếc quạt này thì nhỏ hơn hai chiếc quạt trước một chút. Sẽ sử dụng một đầu jack USB. Để chạy đầu jack USB các bạn, cái này nó không nên theo kèm pin, các bạn phải mua pin bên ngoài. Các bạn có thể dùng sạc dự phòng điện thoại để các bạn sử dụng nhé. Đây mình sẽ lắp vào. Sau đó các bạn dùng cái này các bạn đẩy vào. Đó, rất là chắc chắn. Sản phẩm này cũng rẻ thôi, mấy trăm thôi, cả áo. Sau đó lại vào. Đấy, các bạn lại vào, sau đó là mình sẽ thử mở quay cho các bạn xem. Cái này có hai màu, màu xanh và màu hồng. Đây mình sẽ sử dụng tạm chiếc bơm pin ở cái này. Đây các bạn là muốn bật quạt lên ấy. Bật quạt lên thì các bạn bấm vào, ở đây là có một cái nút này. Bấm đi vào này. Đấy. Nó sẽ chạy. Chỉnh tốc độ vào đây này. Đây mình bật qua bên này. Thổi lên này, nhìn nó là thổi lên này. Đây, quạt quạt rất khỏe. Cái này là không kèm theo pin các bạn nhé. Đây, phủ hết lên này. Bây giờ mình sẽ mặc thử lên cho các bạn xem. Đây, sau đó mình sẽ bật lên. Các bạn thấy người mình phình to chưa? Rất là to luôn. To bự luôn. Đây, mọi người xem. Rất là to. Sản phẩm giá rẻ nhưng mà rất là chất lượng. Phình người phình rất là to luôn. Đó, các bạn muốn chỉnh tốc độ thì các bạn bấm vào phía sau này. Đó, hơi nhỏ dần. Bạn nhìn một lúc mà nó tắt. Đó, nó sẽ xuống. Chẹp mép luôn. Rồi chẹp mở đi. Đó. Các bạn đang mua có thể liên hệ bên mình nhé. Mình cứ bán là chỉ để sản phẩm nhé.